Nếu mày muốn biết anh em tao ra sao thì khỏi cần hỏi, cứ bước vào đồn bảo. Sân cho tụi tao là đường nóng nên là bên đường bố lão khi mày chưa đạt được tốc độ cao. Anh giả quá trời luôn. Dắt con khỉ vô nhà béo. Phải đi phút rồi. Đâu. Kỹ chứ đâu. Tính đôi xe đạp. Hello nè, ông trời ơi, xích hoài. Yếu thì mệt. Hello mọi người nha, hello bạn. Hello bạn. Hello bạn, chào các bạn trở lại với kênh của Nguyễn Hải. Hôm nay dẹp xe bạn. Má chữ chết. Ra thì không có cảnh bạn là bị tất chuyện cảnh như thế nào luôn rồi. Cảnh thế này ha. Cái này không ra là ông thua. 2 giờ 20. Thường là tụi mình chiều chiều tụi mình đánh rảnh nhà tụi mình qua gì đó rồi. Là phải chạy lụm đó. Nha, bữa nào tao mày ra sớm nhưng tôi trắng trẻo rồi. Thì mình có nghĩ vậy nè. Bây giờ tôi béo cầm cam. Với mấy sừng đi, hai bên thường quay giống không? Ổng có đường mày thích đáng không? Dạ. Không đúng không? Đây tao sẽ làm cho ổng trả cho bên lương cao luôn. Ok. Mà nhìn có một cái trả lương cao thôi chứ đừng thôi việc anh em. Đúng. Không thôi việc, không thôi việc, không thôi việc. Này nè mày với sừng đẳng đi. Dụ ổng vào nhà tao đi. Không. Ok. Ông càng cầm chân ở đây thôi, cộng chuyện để tụi tao lo. Còn ba tay nặng nào mạnh tay chưa biết tao. Nhẹ nó danh nhá. Nào hai anh em tôi đi nhá. Đi đi. Anh em tôi cái. Đổ hai anh em luôn á. Không sao nào dâu. Làm nó em. Trai không? Hết bóc rồi, trai không? Trai trả nắng đi. Đi kìa, hai ông thằng ơi, hai ông thằng. Con áo. Tí hết bóc, trai không? Đi theo. Chúp mẹ vô gia cư. Bạn ơi. Bye bạn. Chạy à, chạy nhân lăng không? Uống nước đi lăng. Cái đuôi đã không cái đuôi giống như con lăn. Xe làm gì ông nội? Làm gì vậy? Lấy đại đi. Ờ. Lấy chứ mượn rồi. Để sao hai thằng tí đó. Tí đâu rồi trời. Trời tí lội bộ vậy. Đi đường theo chó rồi. Đi đường nào anh? Để nhà ông cảnh á. Nhà cảnh hả? Cảnh đường này. Đi luôn đi. Thằng tí đó ừ. Đâu hai thằng nè. Có tí đâu. Hai thằng kia đây với thằng đẩy qua đây mới được. Ở đâu rồi? Nó chạy về nhà đi. Chạy chó về nhà đi. Đi đây. Đẩy đắng kìa. Đẩy đắng kìa. Thằng chứ đi. Hai thằng dở đi tao đẩy thôi cho. Rô chặn tôi. Quay đầu là. Đầu lên đi. Quay đầu vậy đi. Quay đầu nữa coi được không? Quay đầu nữa coi. Không, hai mày quay đầu lên đi á. Nhìn cái mặt của nó là thôi thua. Kéo ra. Đó là nhá. Rồi. Rồi đi. Mày hỏi dịnh sao mày dịnh đó kìa, ba mày ăn trước á. Rồi, ba mày ăn trước á, gọi đi đi. Anh hứng 2 đầu năm anh có ngừng mà cho na. Cô hai đi đâu vậy cô hai? Hôm nay cô hai đi là nhà anh Cảnh, rượu anh Cảnh đi là đặng cho anh Cảnh nha mấy bạn. Cô hai ơi sao mà ác độc quá cô hai à. Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta thì cũng nên ác. Đi đâu mà vô trong nhà người ta vậy trời. Đi sát ra ngoài coi trời. Tôi nói là mày xưng thôi đi mà mệt quá. Mệt quá. Ê, anh ơi. Vui sao mà vui đã. Đi. Đừng phải lẹ. Đi. Lẹ. Vô. Lẹ tắt. Lẹ đi. Mày xong rồi. Cái gì đâu mà. Này tám chuyện hả? Rồi chiếc ghép tao đâu? Con cà hước. Hôm nay ba anh em tôi để nó như anh cho đông đông đi chơi nó mới đã. Ở trong nhà hết rồi nó hoài. Mình nên á, ba đứa mình chơi không đợi đâu. Đúng rồi. Nó móm chứ nó trùng nhanh lắm vậy là. Trời. Con người định làm gì tôi? Con người định làm gì tôi? À. Vô. Vui sao mà vui. Trời đừng có nàng. Kìa giấu kia luôn. Cảnh ơi. Đấy cho nên cực khổ không? Cho nên gì đam mê. Cho đi về. Mà chơi lỡ cực khổ mình phải cho ông khóc theo mình. Cho ông khóc luôn nha. Chơi sao giờ? Rồi để câu nữa nhẹ rồi. Câu lên. Hết rồi đó. Từ ngày vô trong đây sống bằng nghề thợ hồ, chẳng gian lắm kẻ phụ tình giặt giá gian nàng. Một ngày làm 8 tiếng, bàn tay anh chai máu làm quen với bê tông. Anh hứa ngày đầu năm cứ liền. Vô trong nhà đi. Vô bàn ngồi chờ cả 5 phút mới chuẩn bị hết rồi. Bè đi. Đi vô. Để ngoài nó nhìn. Đợi chút, sợ nó đi chuẩn bị đồ á. Đợi chút đi. Trong vậy nó trong họng vậy. Hả? Để trong họng à. Thôi khỏi đi, khỏi coi đi. Coi đi. Cái này cột lại xong rồi bịt mắt lại dục xuống. Thôi đi giờ mới công tốn tiền dọn. Bữa nay mày ý định cho anh nhiều mà rủ ra này mày sớm vậy. Cái hớt đó, cái hớt đó làm gì? Anh Long. Ai ra đi hụ hồn bữa. Trời ơi, cho anh về này mà chưa có mấy nó thì ngồi đổ mồ hôi luôn. Ba đứa mình cho luôn đi. Ba đứa mình đủ. Anh thôi, có ý kiến nè. Không có được đâu. Thôi đi đổ nó. Anh có ý này cho anh nè. Bây giờ mở cái phòng ra đi rồi anh chỉ cho. Thôi, trời tự nhiên phòng. Chặt cản nó coi. Hư bột hư đường hết. Nói mà không nghe trời tức. Có ảnh nó chậm. Vô đi. Rồi, tới công chuyện này. Ở đi đâu vậy? Chết mày ra bị dính bẫy rồi. Sen bên đây, sen nghẽ ở đây. Tặng nhà tao làm cái đâu? Cái gì? Không chạy dữ đây. Thôi đâu. Tặng lao nữa rồi đó. Ai làm gì không? Không cơ, có không cơ. Không có đâu. Từ từ đi làm cái gì chạy dữ đi. Tao như đâu? Nha. 2-3 thùng rồi đó. Ra đi khùng. Bạn ơi, cái máy này không ổn nữa mà. Được rồi. Ok. Ê trời con bảnh lấy cái gì? Lấy gàng máy tính qua. Này mát tới người ta. Tại em trời giúp mình rồi đó. Đập tạ không? Nội ơi. Chuyên nghiệp có thể giỡn đâu. Lần làm hậu giỡn rồi. Trời ơi trời. Đó thôi, cậu chạy được không? Để bển này đi, bển này đi. Để xuống đây chưa? Anh hụ thôi. Để bên kia giấu đi. Ủa tính làm gì? Gì? Tính làm gì? Khùng gì làm mày thấy mày tính giờ không? Nãy tính bụi không nè. Giờ xong lấy máy xịt mà đưa vô máy này. Gì? Giờ lấy máy xịt mà đưa vô máy này. Không mày. Lớn gì hết bài vô. Mày chở cái nó lại đủ bà cái nó. Trời ơi, thằng ở bên. Nó giỡn ở đây, mày giỡn đi. Giỡn lên. Rồi, giỡn lên xuống đây. Yếu mà ra vô. Yếu mà vô. Tôi có mang dép bao chạy theo ông nè. Làm gì vậy? Chạy đâu vậy? Cho cái đồ chứ gì? Còn cái nịt. Còn đúng cái nịt thôi. Còn món nào nè. Kiểm tra gì? Đúng lắm rồi, hồi nãy tao để trái cây nhiều lắm. Thằng thằng là trời sợ gì, sợ chứ mất trái cây. Chứ mày nghĩ đi, đi theo có thằng Minh là cái thằng không bự á, mình nghĩ đi nó ăn, tay tay em đến. Còn mà. Còn phải không? Trứng gà còn phải không? Dưa lưới. Còn miếng dưa lưới còn. Trà bình trà. Dưa lưới còn là yên tâm á bạn. Mấy món này mới mua nè, còn nè. Trời ơi, còn thì đóng lại đi. Chứ lầu, lầu. Lầu gì nữa rồi? Ba này phòng thấy ghê trời. Thánh thằng ơi. Còn lao nữa đó. Con hẻm còn nha. Chuối sao? Chuối vừa người chứ nào mới trời. Ông nội đi xong. Ở trên lầu đúng đâu? Tụi này sao? Từ từ. Ờ mãi sao đâu có gì đâu kìa. Tụi lao nữa. Trong phòng phá rồi. Đi ra khỏi nhà là chị mới nè. Ghê trời. Đâu ấy đâu ta. Tiếng chứ. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Bà. Tao nói tao là ông có nghĩ lộn không đó, coi chừng ông chạm vô á. Vậy là nhà nó không có này, mày chặt cái tay tao bỏ. Đây. Nè ra đây. Ra nhanh lên. Nè tao nói nè, không có, mày sợ mày đi ra đây mày coi làm nào tin. Nè chạy ra nhà đây biết liền rồi. Chị đâu vậy? Đâu vậy? Ông đi. Đứng em đó, đứng em đó. Hai đứa nhỏ vô đây. Hai đứa nhỏ vô đây, đứng đây. Đứng sát cái bó luôn. Tao biết mấy mày lại nhà tao mà. Đứng đây. Đứng em đó. Đứng em đó. Bây giờ nè. Nói nghe nè, Phan, mình phải hù ổng. Ngày mai lên lương cho đứa 5 triệu. Wow. Mày đã bỏ mày tao. Cái máy nó có 3 triệu, 4 triệu mày kêu lên 5 triệu. Chơi gân. Hãy khóc đi em. Cho anh hưởng trọn gió buồn trong tim. Giờ nói là có lên lưới không? Không lên lưới không? Không cái bụi không mẹ. Đã nó vô chồng mình cỡ lên. 3 triệu mấy nó chờ cái mặt ơi, 3 triệu mấy chờ. Bây giờ nè, hai nó làm xong là ông phải lên lương cho nó tặng 5 triệu đó. Rồi. Bây giờ nè, tao không cần nói bao nhiêu, tao hay mày trả giá luôn á. 10 triệu. Đúng rồi, xứng là xứng 10 triệu. Bây giờ đây là anh muốn hết. Nhớ em người ơi. Mày coi chừng á, mày chạy em giật á, mày coi chừng là mày nói ông cái này để móng cho nghiêm phải không? Bữa nay cho ông biết chúng ta. Sao làm lợn? Bữa nay mắc món ngày mai mắc món kia đó. Chó này nãy nó ngọn tao ghê, bây giờ mày đứng nãy là hù. Rồi tao chữ hả? Đét. Thôi, đét cho tao. Đừng giết em ly, đời liền gian khổ trung duyên kiếp nghèo đắng cay. Anh gái à. Nó biết chung uống lắm không? Uống vào, uống vào, uống vào. Bữa nay chơi ông chưa hết hồn á. Mày tin. Đẹp chưa? Đừng có manh động nè. Đi ra ngoài. Lẹ nè. Bây giờ đứng ra nói chuyện đàng hoàng đi. Lẹ ra ngoài. Làm đây. 5 triệu. 5 triệu. Ít quá. 5 triệu ít quá hả? Ít quá. Không. Giờ cho bạn ta 7 triệu 8 9 chục không trả. Anh thắng cho được 5 triệu. Thôi, bây giờ từ mình hành hảo đi. Bây giờ lấy cái tạ của bạn cho ông. Tập tạ thằng cái lên. Ông tập tạ này đây, ông tập tạ 20 cái cho tôi. Nè. Đúng rồi, 20 cái nè. 20 cái đồng mạng á. Không. Vậy 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 cái tôi quay. Cái tôi liền đây. Không quay. Không quay. Dạ nó quay. Khởi động. Khởi động. Thể dục thể thao sức khỏe dồi dào ta nên mà luyện tập nhảy cao nhảy sắp đá bóng rồi điện kinh rèn luyện thân mình dẻo dai mà gân. Bây giờ quách tao à. Bây giờ làm không? Không làm rồi thì nhét. À đúng rồi đó. Làm không? Đi. 10 cái. 20 cái. Ông làm 100 cái cho tôi luôn. 200 cái. 100 cái cho tôi luôn. Thôi 10 cái. 10 cái thôi. 10 cái rồi. 10 cái tôi nhẹ lòng chứ mà tôi 10. Đó mày nè. Mặc cái quần vô. Quần vô. Chạy mặc cái quần vô. Lương tháng 10 triệu. 10 triệu một tháng, 10 triệu một tháng. Không có nói nhở lên quay vô. Nói nhở là lên vô. 10 triệu trả không? 10 triệu đó. Hết em coi ai. Trả. Tôi đứng đầu đây tôi hú dây vô. Bật máy đi quay. Lên. Thôi bà làm vô mày làm gì lại lại mày giờ mày nhét không? Làm mà làm đi làm gì lại tôi vậy? Đi ra quay vô quay. Mẹ đi nữa đi. Ông làm không? Làm không? Bắt tôi để làm gì tôi? À, bắt tôi để làm gì tôi? Anh làm gì tôi? Ê, thánh không. Ôi trời ơi. Rồi, mày xong rồi. Ông nội mày không biết dạy thằng cha mày. Cái cho mày đi phá làm phá xóm. Tao quánh chết cha mày. Ăn hiếp nhỏ hả? Đặt lên. Đừng chơi lại. Vô. Mày qua đây có con nè. Đừng khóc nữa mà không được buồn. Em xứng đáng với những nụ cười. Mày thôi cái đó trời. Thấy chưa? Nào khách nội nè. Tôi hả nè. Tôi nè. Tôi nghe. Coi cho được không? Chạy ơi! Chạy ơi! Thôi kìa! Ôi cậu ơi thấy không? Chạy anh em ơi! Chạy! Chết mẹ chứ! Bật tiếp! Vô đi. Bạn ơi. Bạn ở ngoài đóng cửa lại. Ông lão cửa gì lắc. Mở đóng cửa rồi. Chấm luôn, hết luôn. Chấm luôn. Chơi lại. Má sao ngu vậy? Bạn luôn. Ừ. Chế quần thằng hai luôn à. Thằng nhậu này bay được á. Hồn chuyển rồi xây qua thôi. Xây ra, đẩy ra. Ê trời trong. Đây ông giỡn nha. Công an, lấy điện thoại ra báo công an liền. Bây giờ là nghĩa là đổ ra là. Lắc nhẹ. Dạ qua đây. Qua đây. Ai bây giờ? Khó, chết mẹ mày rồi con. Dạ phát cảnh. Cái chạy đâu có định đâu, quýnh tại sức mẹo luôn không mày. Chết mẹ rồi, tức không đi điện rồi. Đợn trả nè. Chạy. Mày khỏi đi đường này, mày khỏi đi đường này. Đúng rồi. Mày vô, mày vô. Nè em cút chì điện ra, Ây da. Cú đinh mà ông chơi ông cầm hả? Không, mày đứng nít bắn không á. Cầm nè. Ê, giờ tao. Phải. Thôi chạm đi. Tính nè. Tiếp. Rồi hứa máy luôn vậy anh em ơi, đi về. Đang ngửa đầu mất. Đi về anh em ơi, đi. Ông giặt tao muốn chết luôn, tao đứng ông giặt không nổi. Tôi giặt còn luôn. Trời chết tao cho cái thằng. Chết tao cái thằng đi rồi. Chạy động em con đi cái ơi, chết tao cho ông. Quá luôn. Mở cửa ra. Thiếu đi mà. Bây giờ đi khỏi trả một tí rồi nè. Vậy là nước mũi không chơi vô quá. Thấy nghe nè, mình cởi đi, mình cứ chổng lấy xem về. Đây cho xe về anh em ơi. Giận rồi. Đến giận rồi kìa. Cái xe về tới rồi, kệ không đi. Kệ ghế lấy cây rồi quýnh đường chứ coi. Không chơi. Quýnh cái đế ra cái đầu. Mấy ông chạy chân bỏ lên túi lại chạy để mà chung không. Nó giận cái đế, mà giận con dán luôn, con bác. Chết mẹ ơi. Kệ đi, mày đến theo mình về mới làm gì đâu. Ông là người quýnh tôi thương tật 75% nè. Ông quýnh tôi nè, ông giặt tôi nè, nãy giờ bà lớn mà đâm nó ra biết sợ nè. Tháo cộng chị ra đi, tháo cộng chị cửa ra. Đó lỡ giặt tôi quậy đi ra cho nó đây. Chết mẹ à, ngã đem mới tính luôn ngã. Anh thằng ơi mới tính công luôn rồi kìa. Tính gì sao xài? Cái này ông tự đập nha, chứ mấy con không có đập à. Ông đập tôi đã rồi, tôi thừa mình. Chứ sao xài? Để mình rửa giỏng rồi, mình tình lộn cái lòng tốt, mình rửa giỏng rồi còn phím luôn nè. Nghe thử cái đầu tôi quýnh nó bể phím không? Trả ông cái nút cách nè. Mày nút cách rồi mày cách cáo. Ủa bây giờ á, chó. Dài. Dạ tí không. Dạ. Rồi sao không ở bằng phép chứ ông nội. Đừng có chọi ông quýnh tao đó. Buông lên cây. Đây nào. Thôi nó chơi trả nè. Giỏ đâu. Bây giờ quýnh không? Quýnh không? Trời ơi, nó cũng hỗn rồi nè anh em ơi. Trả đi nè. Về đi. Em về xe về, đuổi mình về. Đây về. Rồi này để xe để tôi dọn dẹp tiếp cho anh em, mình có tâm mà, mình có tâm đúng không? Mình chơi được, dọn dẹp được. Mình dọn dẹp được. Đem nó về nghe béo ừ. Để mấy gạch nhỏ lên mấy gạch bự béo. Để mấy gạch nhỏ lên mấy gạch bự đi. Cái này của mình không anh? Của mình đem về. Đem về. Nó mũ. Tao không lấy thì thôi. Qua nó mấy nút nữa lụm luôn. Lụm đúng luôn. Trời ơi, nút này lụm luôn mà. Không vừa vậy chứ. Kệ mình đi về anh em ơi. Dạ. Bỏ luôn đi. Khóc luôn rồi ông nội ơi, trời ơi mà vậy 30 tuổi đi khóc trời. 30 tuổi đi khóc. Giờ nè, để sao vậy? Lúc cờ ra chạm đi. Chạm đi. Thôi trả đi tội nghiệp không? Chạm đi. Để đi. Anh đi cho anh bán mà mũ được nhiêu được. Để cho nó ngoẹo đi nào cho anh tới cỡ này không? Vậy anh em ơi. Thôi trả ông đâu rồi. Trời ông cứ thiếu mà ông đâu ông đâu. Ê còn ông nội ơi trả tao ông nội. Trời ơi trời của ta mà lấy khùng đi trời. Trời đấy, đấy. Thứ 15 đời nhà Minh, đệ tử của phái Võ Đường, dân Phi Dương, luyện thành công bộ môn Thiên Tầm Thần Công. Dạ anh em ơi, dạ. Dạ anh em ơi. Phá nhanh đi. Kéo ra vậy. Chết đi vậy. Dạ thảy vô đây này, lấy luôn. Dạ anh em ơi. Để cao lên, để dở cao lên. Để cao lên. À vậy đó. Rồi bye. Đẩy đi vô đấy. Ai đẩy? Nó mang mày kéo không đó. Rồi đi. Để đi. Dạ tí ơi. Kệ em đi. Mày đi đường kia dài đụng ngon. Cho như đủ rồi. Dài. Gác không? Cũng gác đó. Một đường. Dở lên tiếp nó ra. Quá mệt rồi. Kéo xe về anh em ơi. Rồi cao lên. Đây nha. Bye bye. Máy tính không ngon mời bạn ăn nha. Tối đây đi về không chờ bấm nữa. Ngày mai.